Mến chào các bạn yêu thích bóng đá trở lại với phần nhận định. Phân tích, sôi kèo tỷ số vòng loại gua cấp 2022 giữa đội tuyển Việt Nam với tuyển Nhật Bản vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Nhật Bản là đối thủ đẳng cấp, có trình độ vượt trội hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Thế nên, mục tiêu thiết thực nhất của đoàn quân ông Bắc Hang so trong trận đấu Việt Nam với Nhật Bản là hướng đến một kết quả hòa. Trước cuộc tiếp đấu Australia vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, truyền thông Nhật Bản loan tin Liên đoàn bóng đá nước này đã lên kế hoạch để thay thế huấn luyện viên trưởng Hajim Morizasu. Lý do, Nhật Bản thi đấu quá tệ hại khi chỉ thắng được Trung Quốc trong lúc lại phải nhận thất bại không thể nuốt trôi trước Ả Rập Xê Út và đặc biệt là trận thua Oman ngay trên sân nhà. Nhưng chiến thắng 2, một trước Australia đã giúp ông Hajim Morizasu tạm thời thoát khỏi viễn cảnh bị cách chức. Dẫu vậy, áp lực cho vị huấn luyện viên này chắc chắn vẫn còn rất lớn khi mà Nhật Bản đang bị đội đầu bảng là Ả Rập Xê Út bỏ xa đến 6 điểm. Một kết quả không tốt trước đội tuyển Việt Nam có thể sẽ khiến ghế của ông Morizazu lung lay trở lại. Khác với Nhật Bản khi mục tiêu là phải giành vé dự World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chỉ học việc ở sân chơi lần đầu tiên tham dự này. Không đặt nặng thành tích nhưng đoàn quân của ông Bắc Hang So vẫn hy vọng sẽ đem về một kết quả có thể chấp nhận được. Dù vậy, cho đến lúc này đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào sau 4 trận. Chắc hẳn, chuỗi thành tích không tốt ấy cũng ít nhiều khiến huấn luyện viên Bắc Hang So cảm thấy không vui khó lòng tìm được cảm giác thoải mái. Nói cách khác, ông Bắc chắc chắn cũng đối mặt với những áp lực. Khi thành tích không tốt thì đương nhiên sẽ bị dư luận dò xét, đánh giá về chiến thuật, lối chơi của đội tuyển Việt Nam cũng như cách dùng người của ông Bắc Hàng Seo. Áp lực có lẽ là yếu tố đang ngự trị trong tâm trí của huấn luyện viên hai đội trước cuộc chạm trán vào tối ngày 11 tháng 11 tới trên sân Mỹ Đình. Hòa được không? Có thể hình dung, Nhật Bản sẽ chơi tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu nhìn vào bốn trận đấu vừa qua có thể thấy, hiệu suất ghi bàn của các học trò ông Morizazu không phải tốt khi chỉ ghi được hai bàn vào lưới Trung Quốc và Australia. Bàn thắng còn lại trong chiến thắng 2, một trước Australia là do đối thủ đá phản lưới. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những con số thống kê ấy để xem nhẹ hàng công của Nhật Bản sẽ khiến cho đoàn quân của ông Bắc Hang So phải trả giá. Đúng là Nhật Bản đã thể hiện khả năng săn bàn kém cõi trước Oman, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Australia. Nhưng nên nhớ, đây là những đội bóng có đẳng cấp cao. Thế hình và thể lực của bốn đội bóng này là những ưu điểm vượt trội hơn so với các cầu thủ Nhật Bản. Đó là lý do Sumurai xanh gần như không phát huy được hiệu quả khi chơi đòn không chiến. Chiều cao không bằng, khả năng bật nhảy yếu thế hơn nên Nhật Bản đã không thể xuyên thủng bức tường thành cao ngất ngưỡng của đối phương. Không chiến bế tắc, Nhật Bản chỉ còn biết sử dụng bài tấn công tầm thấp và đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và chạm tốt của đối phương. Trong lúc đó, không chiến không phải là điểm mạnh của đội tuyển việt nam bộ ba trung vệ tiến dũng ngọc hải thậm chí duy mạnh cũng không phải quá xuất sắc trong các pha chống bóng bổng để đứng vững trước sức ép được dự báo sẽ rất lớn đến từ nhật bản đội tuyển việt nam trước hết phải tập trung cảnh giác cao độ bọc lót cho nhau và tránh những sai sót cá nhân như từng xảy ra những pha lên bóng từ hai cánh là điểm mạnh của nhật bản do hai tiền đạo cánh nổi tiếng là minamino liverpool và junia ito krc đảm trách. Các hậu vệ biên của đội tuyển Việt Nam cần phải tranh chấp, giải vây bóng từ xa để có thể hạn chế mối nguy cho cầu môn đội nhà. Quay ra, đội tuyển Việt Nam cũng cần phải thiết lập hệ thống phòng ngự từ xa ở khu vực trung lộ để giảm tải áp lực cho hàng thủ. Ở Nhật Bản, bộ đội tiền vệ trung tâm Tanaka và Morita có khả năng tổ chức tấn công bằng những quả thọc khe rất chính xác. Hạn chế của đội khách là chỉ có một vài ngày để tập luyện cùng nhau. Với quỹ thời gian ngắn ngủi này, nhật bản bị đánh giá khó đạt sự dùng nhuyễn cao nhất thực tế cho thấy U Rai xanh luôn gặp khó ở hai trận đầu tiên khi mới hội quân thất bại trước oman và ả rập xê út nằm ở khoảng thời gian đội bóng này mới tập trung trở lại đây có thể là tin lạc quan cho đội tuyển việt nam cùng với lợi thế sân nhà hy vọng đoàn quân của ông bắc hang sẽ có thể biến mục tiêu kiếm điểm trước nhật bản thành hiện thực